Xin chào bạn, trên tay mình đây là hai trong ba chiếc điện thoại chạy vi xử lý Snapdragon 8 Gen 2 hàng chính hãng rẻ nhất ở thời điểm hiện tại các bạn ạ. Xiaomi 13 và OnePlus 11. Mặc dù là nó đều chạy chung cái vi xử lý đấy, nhưng liệu việc tối hóa phần cứng và phần mềm của bên nhà Xiaomi hay là bên nhà OnePlus bên nào sẽ tốt hơn và với những cái bạn nào mà cần một chiếc máy có cấu hình mạnh để chơi game với mức giá hợp lý á thì các bạn nên sở hữu chiếc máy nào thì trong cái video ngày hôm nay mình sẽ đi so sánh chi tiết cho anh em về hiệu năng ở trên Xiaomi 13 và OnePlus 11. Let's go. và nếu các bạn nào mà muốn mua những chiếc máy chạy với xử lý snapdragon 8 Gen 2 với mức giá hợp lý thì đừng quên ghé qua di động Việt di động Việt sẽ mang đến cho các bạn với mức giá cực kỳ là tốt và chính sách hậu mãi cực kỳ là tuyệt vời. Link cụ thể về chương trình khuyến mãi giảm giá bán hàng như thế nào thì mình sẽ để phần bình luận cũng như là phần mô tả của video hôm nay. À, trước tiên á, thì bọn mình có sử dụng một trong những cái ứng dụng test mà mình nghĩ rằng là rất nhiều anh em đều biết ở đây và họ cũng đã vừa tung ra một cái phiên bản phần mềm mới đó chính là git ben sáu các bạn ạ thì trong cái bài test này khi mà bọn mình thực hiện bài test ở trên cả hai chiếc máy là Xiaomi 13 và OnePlus 11 nó đang rất là mát mẻ nhá tức là nó không có bị nóng lên á, bọn mình để đâu đó mấy tiếng đồng hồ không sử dụng đến thì các bạn có thể thấy ngay điểm số của nó rất là cao đúng không? Ở trên chiếc Xiaomi 13 thì điểm đa nhân của nó lên tới là 5444 điểm, còn đơn nhân của nó sẽ là 1900 38 điểm các bạn ạ. Trong khi đó thì với cái chiếc Omelet 11 á, cái điểm cao nhất bọn mình có thể chấm được khi mà nó mát mẻ nhất á là đơn nhân thì nó là 1963, tức là nó sẽ không chênh nhiều so với là ở trên chiếc Xiaomi 13 về 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 đơn nhân đúng không ạ? Tuy nhiên các bạn thấy là về phần đa nhân á thì nó sẽ thấp hơn, đó chính là 5144 điểm. Nhưng sau bài test này bọn mình thực hiện đi thực hiện lại git ben 6 tức là chấm đi chấm lại git ben 6 để cho cái máy này nó bị nóng lên các bạn Thì một cái điều bất ngờ xảy ra ở đây đó chính là cái điểm số ở trên chiếc Xiaomi 13 khi mà chiếc máy này ngày càng nóng lên á Thì nó sụt giảm một cách rất là nhanh nha các bạn Và thậm chí có một cái thời điểm mà bọn mình chấm á, thì cái điểm đơn nhân của nó đã sụt Khoảng tầm là 1.200 điểm luôn các bạn ạ Đây các bạn thấy rằng là bây giờ nó chỉ khoảng tầm là 4.242 điểm đúng không Trong khi đó thì với cái chiếc OnePlus 11 Bọn mình sẽ sâu tất cả những cái bài chấm bọn mình lên nha Thì các bạn thấy rằng là mặc dù nó có sự sụt giảm đấy Nhưng mà nó sẽ không bị sụt giảm quá nhiều Giống như là ở trên cái chiếc Xiaomi 13 nha các bạn Và thậm chí là à, nếu mà chúng ta tính ra phần trăm á thì ở trên chiếc OnePlus 11 á, về đơn nhân của nó sẽ sụt giảm khi mà máy nóng lên nó đốc khoảng tầm là 6% còn đa nhân nó sẽ bị sụt giảm khoảng tầm là 9% trong khi đó thì phần trăm sụt giảm về điểm số Git Ben 6 khi mà máy nóng lên so sánh với khi mà máy mát á, thì nó sẽ sụt giảm từ 22 cho tới là 25% nha các bạn các bạn có thể là nhìn vào cái bảng mà bọn mình đang hiện thị trên màn hình thì sẽ thấy ngay rằng là a à, chiếc Xiaomi 13 khi mà nó nóng lên thì điểm số đã có sự sụt giảm tương đối là nhiều ha và sau khi thực hiện xong cái bài test git ben sáu thì bọn mình tiếp tục sử dụng cái ứng dụng là ba điểm mắc các bạn ạ và hồi nãy mình quên chia sẻ với bạn nha là trong cái bài test là git ben sáu thì bọn mình cả hai chiếc máy là oneplus 11 một và xiaomi 13 thì đều bật cái tính năng là hiệu năng cao thì cái điểm số như thế nào thì các bạn đã thấy ở phần đầu của video rồi đúng không? Và sau đó bọn mình với vẫn tiếp tục bật chế độ hiệu năng cao ở trên chiếc Xiaomi 13 vào Anblood 11 à, để test cái ứng dụng là 3D Mark ở mục là suite test thì nếu mà bật cái tính năng hiệu năng cao á thì ở trên chiếc Xiaomi 13 trong 3 lần liên tục bọn mình test á thì nó chỉ có thể là test được đến cái bài số 9 và maximum là bài số 13 thôi các bạn ạ. Là máy lập tức thông báo rằng là đã bị quá nhiều

bài test này nữa các bạn ơi. À, mặc dù là cái thời điểm đó khi mà bọn mình sờ vào cái phần mặt lưng cho tới là viền xung quanh của chiếc Xiaomi 13 nha, thì nhiệt độ bên ngoài nó chỉ ấm nhẹ thôi nhưng nó không bị nóng lên các bạn. À, như vậy thì có thể thấy rằng là nhiệt độ ở trong phần CPU á, nó không thể tỏa kịp ra bên ngoài được. Đâm ra á, là khi mà chúng ta bật cái chế độ hiệu suất cao nha, thì ở trên chiếc Xiaomi 13 nó bị sẽ bị nóng lên, cái vấn đề tản nhiệt á, nó sẽ không làm tốt bằng so với là ở trên chiếc OnePlus 11 và và khi mà bọn mình thực hiện ở trên OEM lớp 11 á, cả 3 lần Giống như của nó ở trên chiếc Xiaomi 13 Thì nó vẫn hoàn thành được cái bài test Mặc dù là về cái mục là ổn định á Thì nó chỉ khoảng tầm là 36 cho tới là 37% thôi Nhưng chỉ ít là nó vẫn hoàn thành được cái bài test nha các bạn Và tiếp theo là bọn mình quyết định là tắt cái tính năng hiệu năng cao đi Thì ở trên cái chiếc Xiaomi 13 nó sẽ có cái tính ổn định khoảng tầm là 97% nha các bạn Vâng, trong khi đấy thì với chiếc Omelette 11 Cái tính ổn định của nó vẫn chỉ giữ nguyên ở mức là 38% thôi nhưng mà khi các bạn nhìn vào những cái phần lớp này thì ở trên chiếc om lớp 11 có những thời điểm nó có thể là duy trì được ở cái mức là sáu các bạn ạ. Còn với cái chiếc Xiaomi 13 thì nó chỉ có thể là duy trì được maximum nha là 3000 mà thôi. Nhưng mà tất cả những thứ này nó cũng chỉ đều là mang tính chất tham khảo đối với anh em. Chúng ta sẽ cùng phải đi thẳng vào bài test game thì nó mới chính xác được 100%. Thì ở trên bài test mà bọn mình thực hiện với cái tựa game là Genshin Impact á thì bọn mình đầu tiên là sẽ tắt tính năng hiệu năng cao đi mà bật ở chế độ bình thường mà thôi và ban đầu thì cũng chỉ xét ở cái mức đồ họa là chung với tốc độ khung hình là 60 fps thì các bạn có thể nhìn thấy ngay lập tức ở trên phần biểu đồ fps con 11 á, thì nó vẫn mang đến cái tính ổn định cao hơn so với là ở trên chiếc Xiaomi 13 các bạn ạ. Phần test này thì bọn mình đã chơi khoảng tầm là 20 phút cả hai máy trước rồi nha, để cho hai cái máy này nó bắt đầu nóng dần lên và sau đó thì mới bắt đầu thực hiện đo. Thì sau 20 phút chơi các bạn thấy rằng là FPS ở trên chiếc Xiaomi 13 thì nó sẽ có cái sự dao động tương đối là nhiều và hiện tượng giật lag á, thì mình thấy rằng là nó sẽ xuất hiện nhiều hơn. Còn ở trên chiếc AMOLED 11 đó cái tính ổn định của nó sẽ cao hơn so với đối thủ đến từ bên nhà Xiaomi. Và sau đó thì bọn mình tiếp tục là chuyển bài test lên ở mức là đồ họa cao nhất thì ngay lập tức anh em có thể thấy một vấn đề ở trên chiếc Xiaomi 13 là cái hiện tượng giật và lag ạ và biểu đồ FPS á, nó dao động mạnh hơn rất là nhiều so với là ở trên chiếc OnePlus 11 các bạn ạ và nhiệt độ ở bên ngoài ấy, thì ở trên chiếc Xiaomi 13 nha nó vẫn chỉ ấm lên thôi trong khi đó thì ở trên chiếc OnePlus 11 nó đã bị nóng lên tương đối là nhiều rồi và điều này có thể là do cái chiếc Xiaomi 13 cái vấn đề tản nhiệt nó đang thực sự là có vấn đề các bạn ạ đâm ra là nhiệt độ nó sẽ bị giữ ở bên trong và nó không thể tản nhiệt ra được ở bên ngoài và sau đó thì bọn mình tiếp tục bật cái tính năng là hiệu năng cao ở trên cả hai chiếc máy này và test ở cái mức độ hạ cao nhất với tốc độ khung hình là 60 FPS thì lần này ở trên chiếc Xiaomi 13 nó đã chơi ổn định hơn rất là nhiều rồi nhưng mà nếu để so sánh chi li từng tí một á thì mình vẫn thấy là cái biểu đồ FPS ở trên chiếc OnePlus 11 nha và những trải nghiệm mà OnePlus 11 mang lại á thì nó vẫn tốt hơn so với là ở trên chiếc Xiaomi 13 các bạn ạ. Vậy thì tổng kết lại trong cái bài so sánh lần này các bạn có thể thấy rằng là Xiaomi 13 nó vẫn có một cái trải nghiệm gaming rất là tốt, nhưng rất tiếc đối thủ của nó trong bài test ngày hôm nay là chiếc OnePlus 11 thì nó lại hoàn thành tốt hơn mà thôi. Do đó với những bạn nào là fan của thế giới Android và các bạn là một người dùng trung lập, các bạn không phải là fan của Xiaomi cũng chả phải là fan của OnePlus mà đơn giản là cần tìm một chiếc máy có hiệu năng tốt này với mức giá hợp lý để chơi game về lâu về dài á thì mình vẫn khuyên các bạn là nên lựa chọn chiếc OnePlus 11 Thì nó sẽ có cái độ kinh tế Tốt hơn so với là Xiaomi 13 nha Còn các bạn Các bạn muốn bỏ mình so sánh Hai chiếc máy này uh, Về những cái tính năng nào nữa hay không Cũng như là so sánh Xiaomi 13 hay là OnePlus 11 Với những sản phẩm nào Thì đừng quên để lại ý kiến Ở phần bình luận của video hôm nay Còn bây giờ thì Bye